Thành phố Hồ Chí Minh xin Thủ tướng chi viện nhân lực chống dịch COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng chi viện nhân lực hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong vừa ký công văn gửi Thủ tướng đề xuất hỗ trợ nhân lực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Thành Phong, Bộ Y tế đã quan tâm và điều động nhân lực hỗ trợ thành phố. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, thành phố đề xuất hỗ trợ tăng cường thêm nhân lực y tế chống dịch. Cụ thể là đối với công tác điều trị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được hỗ trợ 927 bác sĩ, gồm 150 bác sĩ hồi sức và 777 bác sĩ khám điều trị, 4.137 điều dưỡng kỹ thuật viên, gồm 400 điều dưỡng hồi sức, 50 kỹ thuật viên xét nghiệm, 50 kỹ thuật viên X quang và 3.637 điều dưỡng chăm sóc người bệnh. Đối với công tác lấy mẫu xét nghiệm, thành phố đề nghị được hỗ trợ 2.000 nhân viên có chuyên môn liên quan. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức cũng đã ký văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ điều động lực lượng nhân viên y tế các bệnh viện trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể là số lượng nhân viên y tế cần điều động là 1.000 bác sĩ, 4.000 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 1.936 nhân viên y tế từ 25 bệnh viện trung ương, bộ, ngành và sở y tế các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế cũng đã huy động 1.601 giảng viên, sinh viên hỗ trợ thành phố công tác truy vết, xét nghiệm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.